Mặt trận Quảng Trị. Bây giờ xin mời bà con mình nghe tiếp bút ký chiến trường của Thượng Sĩ Giang, Hoa Không Giang, Chiến tranh và Tình yêu, tập thứ 15. Ầm, ầm ầm, những tiếng nổ chát chúa vây quanh vị trí đóng quân, đất đá, lá cây, khói khét lẹt bay lên trời cao. Một bữa điểm tâm của lính tác chiến đấy, rất may đại đội không bị thiệt hại gì. Cùng lúc bị pháo kích bằng cối 82 ly, cánh phải của tôi phát hiện ngọn đồi kế bên có địch. Tôi báo cáo về đại đội, thấy là lại lệnh cho tôi chiếm ngọn đồi đó ngay. Nhưng lần này không phải chỉ có tổ khinh binh của tôi đi đánh một mình, mà cả đại đội cùng tham gia. Một nửa ở lại giữ tuyến phòng thủ, một nửa tiến theo yểm trợ cho tôi, cũng như bảo vệ cánh trái, phải của tôi để tôi chỉ lo tấn công về phía trước. Mũi nhọn tấn công vẫn là tiểu đội của tôi vì tôi phát hiện mục tiêu. Ngọn đồi không cao lắm và cũng không xa, cho nên chúng tôi nhanh chóng làm chủ tình hình. Mục tiêu đã được giải quyết, mặc dù bị đối phương chống trả quyết liệt bằng súng AK và B40 với sự yểm trợ của cối 82 ly trót đều về phía chúng tôi. Nhưng sự yểm trợ hỏa lực của cối 82 không hiệu quả vì lúc này tôi đã bỏ vị trí cũ và nằm ngay vị trí của đối phương mà tôi mới vừa đánh chiếm xong. Có lẽ đối phương biết vị trí của mình đã bị đánh chiếm mất, nên hướng tác xạ của cối 82 ly bây giờ không còn bắn chệch mục tiêu nữa, mà nổ rất gần với tôi. Đã có một vài trái rơi trúng ngay đội hình, vài anh em đã bị thương, chúng tôi thu dọn chiến lợi phẩm. Đơn vị nhanh chóng đổi hướng di chuyển ra khỏi vùng nguy hiểm. Thiết vận xa M113 được điều động để chuyển thương binh về phía sau. Đây là kết quả ban đầu của chiến thuật cày răng lược do tướng trưởng chỉ huy. Bản thân chúng tôi cũng như địch, cả hai đều không ngờ rằng chỉ trong vài tiếng đồng hồ di chuyển đêm mà ta và địch lẫn lộn. Chính vì thế mà địch đi lấy nước như chỗ không người và bị tiêu diệt. Còn chúng tôi chỉ bị ăn đạn cối 82 ly. Chúng ta cũng nên biết vị trí của cối 82 ly chỉ cách chúng tôi chưa quá 5 cây số, nghĩa là địch đang rất gần, thậm chí ở xung quanh chúng tôi. Trời xế chiều, một ngày qua đi, vẫn những công việc quen thuộc, đào hầm hố phòng thủ, canh gác, cơm nước, chờ địch. Phong Điền, ngày tháng 5, 1972. Em yêu, mấy ngày nữa là tới kỳ tiếp tế cho đơn vị. Hạ sĩ Tân Hồng được đi phép thưởng hành quân đặc biệt 4 ngày. Anh tranh thủ viết thư cho kịp để gửi Hồng mang về cho em. Em lúc này như thế nào rồi? Có tin gì vui cho anh không? Vẫn đi làm điều đấy chứ? Căn phòng của mình mưa có bị dột không? Anh và bạn bè vẫn bình thường bởi số anh luôn gặp may mà. Trời ơi, em biết không, cách nay mấy hôm cả tiểu đội anh xanh mặt. Chiều hôm ấy tiểu đội của anh đi đầu mở đường, đang leo lên đỉnh một ngọn đồi trọc, thì lính tiền quân báo cho anh biết có xe tăng phía trước. Vì khoảng cách khá xa, chiếc xe tăng lại nằm ẩn mình trong rừng cây, nên không nhìn thấy rõ để biết là xe tăng của ta hay địch. Cũng may chỉ thấy rõ nòng pháo của xe tăng thôi. Anh vội báo cho trung đội trưởng biết để hỏi đại đội liên lạc với tiểu đoàn xem là xe tăng của ta hay địch. Trong khi chờ đợi trả lời, thì thấy nòng pháo của xe tăng quay về phía bọn anh. Lính anh la lên, nó quay nòng pháo về phía mình đấy anh Giang ơi. Ta hay địch, cả tiểu đội nhốn nháo, kẻ vụt chạy qua trái, đứa chạy qua phải. Một làn khói trắng từ xe tăng bốc lên, pháo đã khai hỏa, ầm. Quả đạn bay đến nổ rất gần với bọn anh, cây cối đất đá bay lên tả tơi. May mắn không ai sao cả, tụi anh vội lui ra phía sau quả đồi để cho xe tăng không thấy bọn anh nữa. Mãi mấy phút sau mới liên lạc được và cho biết là xe tăng của mình, có lẽ nhờ vậy nên nó chỉ bắn có một trái pháo rồi ngưng luôn. Cũng may, đây là xe tăng M41 nên đạn pháo chỉ có 76 ly thôi nên không ai bị gì. Chứ nếu là M48 với đại bác 90 ly thì chắc thế nào cũng có vài em về đổ vinh.
Hữu Hồng, phe ta bắn phe mình bởi thế trận cày răng lược. Em yêu, thư anh gửi cho em trong thư viết toàn là chết chóc nghe ghê quá nhỉ. Nhưng không viết như thế thì có gì để viết đâu em. Chẳng lẽ lúc nào cũng than, nhớ em, thương em, thì còn gì là lính dù nữa. Mới ra hành quân có hơn một tháng mà đã mấy phen xanh mặt rồi, không biết còn bao nhiêu lần nữa đây. Vài hàng cho em hay, anh dừng đây, cho anh gửi lời thăm cha mẹ anh em hai bên nhé. Chúc em những giấc ngủ an bình và nhiều mộng đẹp. Mong thư em, nhớ em nhiều, anh của em, hôn em. Khoảng ngày N cộng 45, trưa nay cả tiểu đoàn kéo ra gần quốc lộ 1 cách căn cứ Hòa Mỹ vài trăm mét. Đâu đó ở Phong Điền đã có dân chúng kéo nhau về ở sau thời gian bỏ nhà cửa tháo chạy để tránh bom đạn. Lương thực được tiếp tế gấp hai lần bình thường, đặc biệt đồ khô thịt hộp khá nhiều. Tiểu đội của tôi xui xẻo, nhận phải lô hàng thịt hộp toàn là gà, một trong những loại thịt hộp mà chúng tôi không thích lắm, không phải vì dở, mà vì không ngon bằng những loại khác như beefsteak hay ham. Vì số lượng thực phẩm khá nhiều, nên số gà hộp ấy tôi khui ra đổ hết nước mỡ đi và làm chà bông để mang đi cho nhẹ. Theo kinh nghiệm, số lượng thực phẩm được phát nhiều, bất ngờ như vậy thì chắc chắn là chuẩn bị cho một trận đánh lớn đầy nguy hiểm rủi ro mà trong anh em chúng tôi. Chưa biết ai sẽ là người sẽ một đi không trở lại. Biết là như vậy, nhưng làm sao mà tránh được khi đây là nhiệm vụ của những người lính mang danh thiên thần mũ đỏ. Tất cả hy sinh vì tổ quốc, vì màu mũ đỏ mà mình đang đội trên đầu, với những sự kính phục của các đơn vị bạn. Một cái giá phải trả khá đắt cho niềm kiêu hãnh đó. Sau khi lãnh tiếp tế xong, anh em đang chuẩn bị bữa cơm chiều, thì khoảng 4 giờ, một chiếc máy bay lạ bay rất thấp dọc theo quốc lộ 1, bay từ hướng Bắc bay vào Nam. Mọi người ai nấy ngạc nhiên cho chiếc máy bay lạ, nhưng ngay sau đó hiểu ra và nghi ngờ là MiG-17 có miền Bắc bay vào. Mọi người nhanh chóng trong tư thế chờ để bắn chiếc máy bay đó nếu nó quay trở lại. Nhưng không biết nó bay đi đâu hay đã bị đơn vị nào bắn vì không thấy quay trở lại. Sự việc máy bay miền Bắc bay vào không phận của miền Nam khiến tướng trưởng lo lắng và yêu cầu quân đội Mỹ trang bị súng phòng không cho quân đội Việt Nam Cộng Hòa. Nhưng quân đội Mỹ họ trả lời là lính Mỹ không có súng phòng không. Nếu máy bay xâm nhập bầu trời của họ, thì họ cho máy bay chiến đấu bay lên để bắt máy bay địch. Báo chí Sài Gòn đưa tin vụ việc này. Cơm nước xong, chúng tôi bồn chồn lo lắng chờ đợi cho giờ phút quan trọng này, vì không biết bên kia sông là những gì đang chờ đón chúng tôi. Ba lô trên vai, súng đạn đầy người, mệt mỏi vì chờ đợi. Mọi người ngủ quên đi lúc nào không biết, đến khi gọi nhau dậy thì đã quá nửa đêm. Trong bóng đêm, gió lạnh trung lên từng chập, chúng tôi nối đuôi nhau đi trên quốc lộ 1 tiến về hướng Bắc. Tôi không hình dung ra được con sông Mỹ Chánh nó như thế nào, to nhỏ, nông sâu ra sao, cứ thế lầm lũi bám nhau mà đi trong đêm tối. Cũng may vì bên này đầu cầu đã có đơn vị bạn chiếm giữ an toàn, nên chúng tôi cứ yên tâm mà đi. Không biết vì lý do gì khi gần đến đầu cầu chuẩn bị vượt sông Mỹ Chánh, thì tiểu đoàn của tôi được lệnh dừng lại và sau đó rút về lại vị trí cũ. Lúc này khoảng 3 giờ sáng, không hiểu đây là nghi binh động tác giả hay là kế hoạch bị lộ, mà tiểu đoàn của tôi được lệnh rút về vị trí ban đầu sau khi đã di chuyển gần đến điểm vượt sông. Cũng có thể tin tức cho biết chúng tôi sẽ bị tiêu diệt khi vượt qua sông để chiếm đầu cầu bên kia vì địch đã chờ sẵn để tiếp đón chúng tôi. Cho dù thế nào đi nữa, thì đêm nay trút về cũng là một đêm an bình cho những người lính tác chiến như chúng tôi, khi mà cuộc sống được đếm từng ngày. Gió khuya lành lạnh, hành trang mang theo là ba lô đầy lương thực, súng và đạn dược.
khá nặng so với sức chịu đựng của một con người, có lẽ phải đến trên 30 ký. Bây giờ là gần nửa đêm, đoàn quân lầm lũi đi trong đêm tối, cứ bám sát nhau mà đi cho khỏi bị lạc. Thỉnh thoảng một cơn gió khuya ào qua làm cho tôi rùng mình vì giá lạnh. Tiếng của thằng em khinh binh làm tôi giật mình. Anh Giang ơi, có xe tăng phía trước, không biết là của ta hay địch, tốt quá không nhìn rõ. Tôi nói cẩn thận, dừng lại chờ, tôi báo lên trên xem là của ai. May quá thì ra là của một đơn vị bạn, đã vượt qua sông Mỹ Chánh trước tiểu đoàn của tôi và có nhiệm vụ bảo vệ an ninh đầu cầu, cho các đơn vị khác qua sau được an toàn. Tôi mừng thầm vì cứ nghĩ rằng mình sẽ là đơn vị đầu tiên vượt sông Mỹ Chánh. Sau khi gặp đơn vị bảo vệ đầu cầu, vài câu thăm hỏi tình hình ta và địch, chúng tôi chia tay rẽ trái, tiến trên một con đường đất đỏ khá lớn, chạy sâu vào hướng Tây của dãy Trường Sơn. Đường lớn có thể hai xe KMC chạy được. Đường rộng, đêm khuya, trời mát, nên chúng tôi di chuyển khá nhanh. Tôi không biết đã đi cách quốc lộ 1, cách sông Mỹ Chánh được bao xa, thì khoảng hơn 1 giờ khuya chúng tôi được lệnh dừng lại đóng quân nghỉ qua đêm. Cả tiểu đoàn dạt sang bên trái con đường đất đỏ, vì đêm tối và giữ bí mật, nên tất cả im lặng bắt tay nhau tạo thành một vòng tròn để phòng thủ tạm qua đêm, không đào hầm hố cá nhân hay căn mình bẫy chi cả, chia nhau canh gác ngay tại chỗ. Toán quân nằm gần đường nhất, chỉ cách con đường khoảng hơn 10 mét. Tất cả ba lô súng đạn còn y nguyên trên người, tay ôm súng dựa lưng vào ba lô để mà ngủ. Khoảng 3 giờ sáng, khi mọi người đang ngon giấc sau những giờ di chuyển mệt mỏi, bỗng, tăng tăng tăng, ba chiếc T-54 đang từ trong núi tiến ra hướng quốc lộ 1. Tiếng xích sắt của xe tăng T-54 nghiến trên mặt đường nghe rợn người, vang lên giữa đêm khuya, làm mọi người tỉnh giấc. Ai nấy hốt hoảng lo lấy súng chống tăng M72 để chờ bắn. Lệnh của thiếu tá tiểu đoàn trưởng Nguyễn Đình Ngọc: không ai được bắn bậy, nếu đã bắn là phải bắn cháy xe tăng, còn thấy bắn không được thì để cho đi qua, sẽ có người khác bắn. Ai nấy hồi hộp lẫn lo lắng vì hầm hố phòng thủ không có. Ba chiếc xe tăng xuất hiện mỗi lúc mỗi gần hơn, như những bóng ma trong đêm tối. Tiếng xích sắt nghiến trên mặt đường nghe rợn cả người. Mục tiêu mỗi lúc mỗi tiếng lại gần hơn, 500 mét rồi 300 mét. Ánh đèn từ mỗi xe soi đường không sáng lắm, nhưng cũng đủ cho chúng tôi thấy rõ, bởi xe sau rọi đèn vào xe trước. Những anh em đầu tiên tiếp cận mục tiêu khi khoảng cách gần 200 mét, không dám bắn vì góc độ quá giãn, khả năng bắn cháy là khó, nên đã đẩy đi qua, nhưng vẫn căng mắt giương súng M72 sẵn sàng bắn đề phòng trường hợp bất thần. T-54 đổi hướng xông vào vị trí đóng quân tấn công mình. Khi xe lọt vào vòng đóng quân của những anh em phòng thủ, cách mặt đường khoảng 10-20 mét, thì mục tiêu lúc này quá thích hợp để bắn. Góc bắn lúc này là 90 độ, cự ly quá gần, mục tiêu không thể không bị tiêu diệt, thậm chí nguy hiểm cho người bắn khi xe bị cháy. Ốc oành, ốc oành, hàng chục trái M72 nhắm vào ba chiếc T-54 như ba cái lô cốt di động để bắn. Chiếc dẫn đầu cháy ngay từ trái đạn đầu tiên khai hỏa, lửa bốc cao ngục trời, soi sáng cả một vùng rộng lớn của núi rừng. Chiếc thứ hai bị đứt xích đâm vào đuôi của hai xe trước và dừng lại. Anh em vui mừng quên cả nguy hiểm, treo hò trần trời. Cháy rồi, cháy rồi! Khiến chiếc thứ ba địch hoảng quá bỏ xe chạy thoát thân. Xe không người lái lụi xuống chân đồi và dừng lại. Lúc này khoảng hơn 4 giờ sáng, mọi người tỉnh hẳn và thức cho đến sáng. Chiến thuật đi đêm và cài trăng lực của tướng trưởng thật hiệu quả, vì đối phương không ngờ là vùng kiểm soát của họ đã bị địch nằm chờ sẵn từ bao giờ mà không biết, nên vô tư chạy xe trên đường như chỗ không người để rồi bị tiêu diệt. Trời sáng, anh em ào ra xem xét ba xe tăng T-54 bị bắn cháy. Một chiếc hoàn toàn tốt, không bị hư hỏng gì cả. Ai nấy đầy thích thú vui vẻ với chiến thắng này. Đùng ầm, đùng ầm.
Hàng loạt pháo 130 ly từ núi bắn đi rơi gần vị trí ba chiếc T-54 bị bắn cháy. Miệng pháo rơi phập xèo cắm xuống đất. Mọi người vội giãn ra để tránh pháo kích. Pháo 130 ly nổ càng lúc càng chính xác hơn. Lệnh của tiểu đoàn cứ theo đường đất đỏ di chuyển nhanh vào hướng Tây. Cách xa chỗ T-54 bị cháy càng xa càng tốt để tránh pháo kích của địch. Trong lúc vội vàng di chuyển, tôi có cảm giác sau hôm nay mình nhẹ nhàng thế, thì ra tôi đã bỏ quên ba lô lại ở chỗ xe bị cháy. Hành quân mà không có ba lô thì cũng chẳng khác nào có súng mà không có đạn. Tôi vội cắm đầu quay lại để lấy ba lô của mình mà không khỏi lo sợ. Ầm, một miệng pháo 130 ly bay vào cánh tay phải của tôi. Cũng may, miệng nhỏ và trúng phần mềm nên không sao. Tôi cố chạy theo đơn vị của mình, lúc này đã cách xa vài chục mét. Vết thương tuy không nặng lắm, nhưng vì sợ bị nhiễm trùng, hơn nữa chiến thắng là khá to, đến ba xe tăng T-54 bị bắn cháy và bắt sống, nên tôi được cho di tản về bệnh viện. Ở mặt trận Hạ Lào, Lam Sơn 719, vì lần đầu tiên đụng độ với xe tăng T-54 do chưa có kinh nghiệm, nên đã bị loại xe này gây thiệt hại nặng cho sư đoàn nhảy dù, và đã có những tin đồn là xe tăng T-54 của Liên Xô, súng chống tăng hỏa tiễn M72 của Mỹ không thể bắn cháy được. Nhưng nay thì đã khác, không đúng như vậy, và thậm chí không cần đến M72, chỉ Đại Liên M60 cũng có thể bắn cháy được xe này nếu biết cách bắn. Đời lính không gì hạnh phúc cho bằng khi bị thương trong một trận đánh lớn và được cho về nằm bệnh viện điều trị. Ngoài việc tạm xa chiến trường gian khổ và nguy hiểm, quyền lợi trong lúc nằm bệnh viện rất nhiều, nhưng chỉ bị thương nhẹ thôi nhé, để còn đi chơi được với em ở Sài Gòn trong những ngày điều trị, còn bị thương nặng đến mức độ tàn phế thì không ham. Bệnh viện lớn nhất của quân lực Việt Nam Cộng Hòa ở Sài Gòn nay là 175 đường Nguyễn Kiệm, Gò Vấp. Ở thủ đô Sài Gòn lúc bấy giờ, thương binh đi lại đầy trên đường phố. Tất cả những người lính nhảy dù băng bó đủ kiểu, cục tay, cục chân và nhiều kiểu bị thương khác. Không nói ra, nhưng người dân Sài Gòn đều biết rằng những người thương binh ấy đều mới từ Huế, Quảng Trị về. Họ khâm phục cho lòng dũng cảm hy sinh của những người lính và cũng không khỏi khiếp sợ cho sự tàn bạo của chiến tranh, bởi những người thương binh ấy tuổi đời còn quá trẻ. Riêng những người lính thương binh như tôi, có lẽ ai cũng mang trong lòng một sự kiêu hãnh khi ra đường, với thương tích trên người, ta mới từ mặt trận về đây. Vì vết thương không nặng lắm, nên khi bác sĩ khám xem vết thương và y tá thay băng cho uống thuốc xong, tôi thay đồ bệnh viện ra, mặc lại quân phục để về nhà với gia đình, với vợ ở Hóc Môn. Bây giờ là tháng 9 năm 1972. Tôi nằm bệnh viện được ít ngày thì anh em trong đơn vị ùng ùng kéo về nhà thương. Tôi hỏi thăm sao mà dữ vậy thì anh em cho biết tôi mới về được vài ngày thì ngoài đó đánh lớn. Trong trận đánh quyết định của Trung tướng Ngô Quang Trưởng chiếm lại Cẩu Thành Đinh Công Tráng ở Quảng Trị ngày 15 tháng 9 năm 1972. Sự kết hợp giữa thủy quân lục chiến ở bờ biển đánh vào và nhảy dù từ núi đánh ra, với sự yểm trợ của không quân Mỹ, B-52 thả bom ngày đêm, bầu trời phía bắc Quảng Trị lúc nào cũng dày đặc một màn khói đen do B-52 thả bom. Trận đánh này quá khốc liệt, một bên cố giữ Cẩu Thành và một bên cố chiếm lại. Khi toán nhảy dù xâm nhập vào được Cẩu Thành, cắm cờ Việt Nam Cộng Hòa trên Cẩu Thành, vui mừng treo hò, làm lộ mục tiêu nên đã bị địch bắn chết ngay sau khi cắm cờ xong. Một cái chết oai hùng của người chiến sĩ, nhưng cũng không khỏi xót xa cho một chiến thắng, mà đáng lẽ không phải hy sinh như vậy, nếu những anh em ấy cắm cờ xong âm thầm rút lui. Nhưng nếu như vậy thì không oai hùng tí nào cả, một cái giá phải trả cho danh dự người lính. Thời gian điều trị vết thương của tôi đã qua, vết thương đã lành, tôi chờ phương tiện để ra vùng hành quân lại.
Theo như lời bạn bè tôi kể lại, thì khi tôi về nhà thương được vài ngày, thì mấy ngày sau tiểu đoàn 2 nhảy dù của tôi đụng độ nặng với địch. Sau chiến thắng, ba xe tăng T-54 bị bắn cháy, hướng tiến quân của tiểu đoàn đã được anh em thấy rõ. Mục tiêu là căn cứ Barbara nằm trên đỉnh cao của một ngọn núi nằm sâu trong dãy Trường Sơn, trên con đường đất đỏ mà tiểu đoàn đang tiến vào trong những ngày qua. Căn cứ bị bom cày nát, xới loang lỗ màu đất đỏ, in hằn trên màu xanh thẳm của núi rừng, cách quốc lộ 1 khoảng mười mấy cây số. Đây là một căn cứ khá lớn, do một đơn vị của sư đoàn 1 bộ binh trú đóng nhằm kiểm soát những hoạt động của địch trong dãy Trường Sơn giáp với Nam Lào. Đơn vị này đã bỏ căn cứ rút đi trước sức tấn công mạnh mẽ của đối phương. Khi bất ngờ vượt sông Bến Hải với số lượng lớn quân bộ binh và chiến xa tràn qua cầu Hiền Lương, tiến đánh chiếm Quảng Trị và Huế vào mùa hè 1973. Những trận đánh khốc liệt giữa quân phòng thủ và lực lượng xâm chiếm đã xảy ra, gây nên những thiệt hại quá to lớn về người và của, mồ hôi, máu và nước mắt của người dân, của người lính. Sự kinh hoàng của cuộc chiến đã được nhà văn và là phóng viên chiến trường đại úy nhảy dù Phan Nhật Nam đặt tên là Mùa hè đỏ lửa để nói lên sự thảm khốc của chiến trường này. Ngoài những cấp số đạn dược và các loại mìn bẫy mà chúng tôi vẫn thường phải mang theo khi hành quân, giờ đây chúng tôi lại phải chia nhau mang thêm những quả mìn chống tăng nặng mấy chục ký để khi qua khỏi khu vực nào rồi, chúng tôi cài đặt mìn chống tăng trên đường, đề phòng địch dùng xe tăng để tấn công chúng tôi, nặng nhọc lại chồng chất thêm trên những đôi vai người lính. Một vài bộ phận của tiểu đoàn được di chuyển bằng xe tăng M48, một loại xe tăng khá hiện đại của quân đội Mỹ bàn giao cho quân đội Việt Nam Cộng Hòa. Tôi cứ tưởng đi bằng xe tăng như vậy sẽ an toàn hơn, nhưng thật ra lại cũng khá nguy hiểm, bởi đối phương có hỏa tiễn tầm nhiệt, một loại súng chống tăng rất hiệu quả. Chỉ trúng một trái hỏa tiễn tầm nhiệt thôi, chiếc xe tăng M48 nặng 52 tấn, trang bị đại bác 90 ly sẽ thành phế liệu ngay, mọi người trên xe sẽ bị chết cháy. Chúng tôi tiến vào căn cứ Barbara ngày một gần hơn, một vài toán tiền quân đã đụng độ nhỏ, càng tiến đến gần căn cứ thì đụng độ càng nặng hơn. Từ sâu trong dãy Trường Sơn, pháo 130 ly, hỏa tiễn 122 ly thi nhau nã vào đơn vị. Đoàn quân khi thì lên đỉnh núi, lúc tụt xuống chân đèo, cứ thế tiến lên. Các loại máy bay chiến đấu của không quân Mỹ, F-4, Skyhawk, từ đại thất hạm đội ngoài khơi Thái Bình Dương bay vào ném bom yểm trợ. Máy bay ném bom A-37 của không quân Việt Nam Cộng Hòa cũng thay nhau quần đảo trên bầu trời căn cứ để yểm trợ cho đồng đội. Bom đạn trên trời thả xuống, cao xạ 37 ly, 57 ly từ dưới đất bắn lên. B-52 vẫn ngày đêm thả bom chạy dọc theo hướng Nam Bắc của dãy Trường Sơn để hủy diệt những khẩu pháo hạng nặng và ngăn chặn những đoàn quân của địch muốn tiếp ứng cho căn cứ đang bị bao vây. Đêm nay, tất cả đóng quân bên ngọn núi đối diện với Barbara, một số đã nằm ngay dưới chân của căn cứ và chờ lệnh. Đội hình chữ C sẵn sàng tiến lên chiếm căn cứ, lùa địch về Tây Trường Sơn, lối thoát duy nhất để bảo toàn tính mạng. Tập thứ 15 đến đây chấm dứt. Xin mời bà con mình nghe tiếp tập thứ 16.